là hôm nay mình đang đi đánh mua đất nè. Giờ mình sẽ lòng gù cho anh em xem con mua đất của mình. Con thì có một cái ngũ hình rất là đẹp, màu lông này sáng liếng. Con này thì không cần chim bẹo nữa, rất là liều. Tuy mới đi ít thôi nhưng mà nó riêng cái nết con cu này rất là bền. Còn nó thấy chim ở trên cây thì thạc về chưa xuống, là nói chung lúc đấy là nó chỉ gù thôi. Nó chỉ gù liên tục. Nước dặm nó thì lót lót thôi, dặm thì không nhiều, nhưng mà nó chỉ cần mà thấy cây mà cu mà thạc vờ ngang ở xe hoặc là thấy là chỉ nó biết thì nó gù miết, nó búa miết thôi. Nó là đồng phe thổ, nó là còn là trơn lở đó, cả lúc một gục, cả lúc không có gục nào hết, rất là siêu, rất là bền. Con này anh em muốn đánh mồi cây gì, mồi đất gì cũng được hết. Lúc trước là mình chơi cây nhưng mình là qué liền rồi. Con nào khó là mình thẻ ra là nó rước xuống nó bét hết. Không nhận là cứng ngu, nhưng mà nói chung là thấy chim vừa tàn rồi thì anh em chỉ nghe là biết gù thôi, không cần rớt xuống đất. Thấy con gì ra tôi lấy đây nè. Anh em xem cái đeo mặt của nó này, lông là cái lông là đóng nhạt, bằng lông dày cứng bền bỉ. Giang cườm là cườm vuông không yếu ớt. Đeo mặt là hung. Miệng thì móng hớ liếng, đều tròn cô thác. Chân thì hai bên nhân rất là dục thôi. Nói chung là mình chỉ nói sơ lược về nó thôi, mình chỉ quay kỹ cái ngũ hình đó cho anh em xem. Rồi, chim thì dài chim.
con thịt thì rất chân chạc, không có trôi hoặc là dãy đồ hư lông, nó lông nó rất là mướt. Bây giờ anh tí mình đang gỡ cái bẫy này. Rồi, mình chào tất cả những anh em đang xem cái video của con bò đất này của mình nha.